Chiều nay, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trao quyết định về việc phê chuẩn kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ nhiệm kỳ 2016-2021 cho đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Nguyễn Khả Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh. Trên cương vị mới, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cừ tiếp tục phát huy trí tuệ, tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, đoàn kết, thực hiện nhiệm vụ được giao. Chung sức đồng lòng cùng tập thể huyện ủy, lãnh đạo và các thành viên Ủy ban Nhân dân huyện bám sát các nghị quyết của Đảng bộ khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân huyện. Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của Ủy ban Nhân dân huyện, góp phần xây dựng huyện Phù Cừ phát triển toàn diện, bền vững, trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025.